Thưa quý vị và các bạn, là sứ đạo toàn tòng với trên 500 giáo dân, thời gian qua giáo xứ Bích Đông, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi luôn đoàn kết đồng lòng tích cực tham gia lao động sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2016 đến năm 2018, giáo xứ Bích Đông đã tuyên truyền vận động các giáo dân, gia đình giáo dân, các mạnh thường quân ủng hộ trên 5 tỷ đồng để nâng cấp cải tạo đường liên xóm đường vào Nghĩa Trang đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Trong đó có tuyến đường diện tích bề mặt rộng trên 5 mét, chiều dày từ 22 đến 25 cm. Để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, giáo xứ tuyên truyền các hộ giáo dân trồng chăm sóc các tuyến đường hoa, thường xuyên tổ chức quét dọn thu gom rác thải tại các khu dân cư. Giáo xứ Bích Đông đã có những cái đóng góp rất quan trọng về các cái công tác cùng với địa phương để xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, tuyên truyền vận động xây dựng khu dân cư 3.0, phát triển kinh tế hộ gia đình. Hàng năm, các hộ giáo dân đăng ký và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, xây dựng gia đình văn hóa và giáo họ bình yên. Người dân chúng tôi đây là rất là đoàn kết, sống theo hiến pháp và pháp luật, gia đình văn hóa thì rất là nhiều, không có một trường hợp nào nghiện ngập. Bên cạnh việc tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi tại địa phương, nét đặc thù trong phong trào thi đua phát triển kinh tế của giáo xứ Bích Đông ở chỗ có nhiều giáo dân đi làm ăn xa thành đạt. Nhờ có tiềm lực về kinh tế mà trong thời gian qua, cơ sở vật chất của giáo xứ ngày càng khang trang, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương giàu đẹp.